Xin chào các bạn. Hôm nay Nội thất Gỗ Tự Nhiên xin giới thiệu về cái bộ 4 sản phẩm bàn sofa hoặc là gọi là bàn trà hoặc là cái đôn chẳng hạn cũng được. Sản phẩm thì có kích thước, có hình dáng, hình tam giác và kích thước nó tương đương với size 40. Và hiện tại nó đang có các cái màu như này. Màu gỗ min trắng này, min vân gỗ này, mặt giả đá này, vân mây và giả đá vân xám này, rồi có mặt gỗ cao su nữa nhé. Các cái mặt này thì kết hợp với các cái chân gỗ tiện, chân gỗ cao su tiện thì có thể làm bàn, làm cái đôn hoặc là làm bàn sofa kẹp với cái bàn lớn hơn. Nhưng mà đây tôi giới thiệu các cái loại nó cùng kích cỡ, không những để làm bàn mà có thể làm cái đôn để lọ hoa, trang trí để co trong các cái cửa hàng hoặc trong gia đình. Sản phẩm có kích thước như sau: là chiều cao của cái thấp nhất đây là 31, 41, 51 và 61. Còn cái bảy chân 70 thì không lắp vào đây, vì nếu lắp vào thì nó nhìn nó lây khênh mà nó mặt nó nhỏ quá không lắp. Thì đây đang có 4 kích thước 31, 41, 51 và 61. Hàng thì đang có sẵn số lượng lớn tại kho của Nội thất Gỗ Tự Nhiên LHQ và giá thì cực kỳ là rẻ.